Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu cái ca học của mình thôi ạ. Rồi cái từ mà mình đang có mà thường về tiếng Việt của mình sử dụng đó, thì gọi là từ bàn trong tiếng Anh. Mình bàn luận về cái gì đó, ví dụ như là tôi muốn bàn với bạn về việc này việc kia, hay là tôi muốn bàn luận với bạn về việc này việc kia, thì mình sẽ bàn hoặc là bàn luận trong tiếng Anh, thì mình sẽ dùng từ discuss trong tiếng Anh. Discuss, như vậy tôi muốn bàn với bạn về cái gì đó, thì mình sẽ có cấu trúc được gọi là discuss with người nào đó, about cái gì đó trong tiếng Anh. Như vậy tôi muốn bàn với bạn về thời khóa biểu, tôi muốn bàn với bạn về tài chính, tôi muốn bàn với bạn về ngân sách, tôi muốn bàn với bạn về những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì từ đầu tiên thì mình bắt đầu làm quen với từ là những cái khó khăn. Mà khi ở đây thì mình phân biệt ngay là những khó khăn là cái danh từ rồi, thì mình sẽ có từ là difficulty. Difficulty nhìn như thế nào mà tắt ăn đọc như thế đó thì difficulty đây được gọi là những cái khó khăn. Rồi như vậy, ví dụ như là tôi muốn bàn với bạn về những cái khó khăn trong cuộc sống, thì bây giờ mình nhớ đến cái từ được gọi là cuộc sống trong tiếng Anh. Cuộc sống. Cuộc sống thì mình đang có một cái danh từ cuộc sống là từ là life. Rồi như vậy tôi muốn bàn với bạn về những cái khó khăn trong cuộc sống, thì chị Lani rap như thế nào ạ? I want this discourse with you about difficulty in the life. In the life. Và khi mình đọc tiếng Anh thì bất cứ cái chữ nào mà nó kết thúc bởi chữ N thì khi đọc như thế nào thì mình sẽ bỏ E, mình bỏ E đi và chỉ đọc âm ở phía trước, và chỉ đọc âm phía trước. Do đó thì đối với cái từ mà cuộc sống trong tiếng Anh thì nó đang kết thúc bằng, thì lúc mình đọc life mình sẽ đọc từ life trong tiếng Anh. Thì ở đây bây giờ mình nói về I want to discuss with you about the difficulties in the life, là tôi muốn thảo luận, tôi muốn bàn với bạn về những cái khó khăn trong cuộc sống, hoặc là tôi muốn bàn với bạn những cái khó khăn trong mùa dịch. Thì ngoài cái từ cuộc sống ra thì cái từ gần gũi rất rất gần gũi với mình trong cái thời điểm này để gọi là mùa dịch trong tiếng Anh. Thì mùa dịch thì mình đang pandemic. Như vậy ở đây, ở trong thì mình hãy nhớ đến là trong cái gì đó thì lúc nào cũng là in the trong tiếng Anh. Như vậy tôi muốn bàn với bạn về những cái khó khăn trong mùa dịch, thì anh chị rap như thế nào ạ? I want to discuss with you about difficulty in the pandemic. I want to discuss with you about the difficulties in the pandemic. Rồi mình có thể nói rằng là tôi không thể đi ra ngoài vào tôi không thể đi ra ngoài vào mùa dịch, tôi không thể đi ra khỏi nhà. Như vậy mình đi ra khỏi cái chỗ nào đó, sẽ có một cái động từ là go out of cái nơi nào đó, hoặc là người ta hay dùng cái từ để gọi là rời khỏi trong tiếng Anh. Rời khỏi thì mình sẽ dùng từ leave là rời khỏi, go out of, leave. Như vậy tôi không thể rời khỏi nhà trong mùa dịch, thì nói về nhà mà gọi là đúng chuẩn là cái gọi là cái mình nói về nhà giống như là cái nơi trốn ấy, chứ không phải là cái tổ ấm, thì người ta sẽ dùng từ house. Còn nếu mà nói về nhà thì cái kiểu mà là tổ ấm thì người ta sẽ dùng từ home trong tiếng Anh. Nhưng mà ở đây tôi không thể đi ra khỏi nhà vào mùa dịch, thì chị Lani rap như thế nào? I cannot go out of home in the pandemic. Yeah, I can't go out of my house in the pandemic. Rồi tiếp theo, tôi phải ở tại nhà.
Như vậy anh chị còn nhớ cái từ mà ở tại nhà là gì không? Đây là một cái hành động trong tiếng Anh. Đây là một cái verb. Khi mà có cái từ action là có cái hành động vào thì mình sẽ nhớ đến từ stay. Stay. Nào đó. Hoặc là ở, cái hành động ở thì mình sẽ cùng dùng stay. Như vậy stay at home là như thế này. Như vậy tôi phải ở tại nhà trong mùa dịch thì anh chị rap như thế nào ạ? I can say at home in I must the pandemic. Yeah, I must stay at home in the pandemic. I must stay at home in the pandemic. Rồi tiếp theo, mình đang có cái từ phải trong tiếng Anh là từ must. Must là phải. So must sẽ cộng cho hành động. Còn nếu mà sau từ phải mà cộng với cái từ chỉ là cảm xúc ấy, thì đằng sau từ phải thì mình phải nhớ đến chữ B, E là chữ đi. Sau đó mới cộng cho tính từ là từ chỉ về cảm xúc. Thì thứ nhất là mình nói về mùa dịch thì mình sẽ có những cái cảm xúc như thế này. Cảm xúc thứ nhất là cẩn thận trong tiếng Anh. Cẩn thận thì mình sẽ dùng từ careful. Careful. Nhưng mà tôi phải cẩn thận trong mùa dịch thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây chị Lani? I must careful in the pandemic. Yeah, I must be careful in the pandemic. I must be careful in the pandemic. Rồi tiếp theo, tôi phải cẩn thận khi tôi đi ra đường trong mùa dịch. Như vậy mình đang khi mà nói trong tiếng Anh nó cũng giống như trong tiếng Việt. Mình sẽ nói với nhau bằng những cái từ nói và cái từ khi là mình sẽ dùng từ when. Như vậy tôi phải cẩn thận khi tôi đi ra đường trong mùa dịch. Như vậy mình đi, trong tiếng Việt mình có một cái câu rất là hay, đi ra đường. Đi ra đường cũng là đi ra ngoài, trong tiếng Anh cũng chỉ là một từ mà thôi. Thì mình sẽ có cái từ go out. Như vậy tôi cẩn thận khi tôi đi ra đường trong mùa dịch thì Mr. chị rất như thế nào? Anh chị rất như thế nào? I must be careful when I go out. Yes, okay. Đây thì mình đang có cái từ được gọi là I must be careful when I go out. I must be careful when I go out. Tôi phải cẩn thận khi tôi đi chích ngừa. Như vậy khi mà mình chích một cái gì đó, mình chích một cái gì đó thì ở đây mình đang có một cái động từ được gọi là get injected. Get injected with cái gì đó trong tiếng Anh. Đây là cái hành động get injected. Get injected with. Và ở đây mình đang có cái từ được gọi là vaccine là trong tiếng Việt mình. Nhưng mà trong tiếng Anh thì người ta sẽ có một cái từ chuẩn như thế này. Vaccine. Nó đọc gọi là nó khác ở chỗ cái cách đọc là ở đây là đọc là vac, âm R, E luyến thành A. Vaccine. Okay, this one. Vaccine. Ở đây là vaccine. Rồi. Như vậy ở đây thì mình nói rằng là tôi cần chích vaccine, tôi cần chích vaccine trong mùa dịch. Cần là cái cảm xúc trong tiếng Việt, nhưng mà nó là một cái hành động trong tiếng Anh. Như đó, giữa hai hành động với nhau thì mình phải đệm theo từ to vào. Như vậy tôi cần chích vaccine trong mùa dịch thì mình rap như thế nào trong tiếng Anh đây chị Lani? Tôi cần chích vaccine trong mùa dịch. I need to get in Jack with vaccine in the pandemic. Yeah. I need to get injected with the vaccine in the pandemic. Yes. Rồi tiếp theo à, mình có thể nói rằng là tôi đợi để chích vaccine trong mùa dịch. Mình đợi chờ một cái gì đó. Khi mà mình đợi chờ một cái gì đó là động từ trong tiếng Anh thì mình sẽ dùng từ wait. Nếu mà mình đợi chờ mình làm cái gì là wait to sẽ cộng cho một cái action trong tiếng Anh. Còn mà mình đợi người ta, mình đợi ai đó trong tiếng Anh, mình đợi ai đó thì mình sẽ dùng một cái hành động được gọi là wait for, sẽ cộng cho con người ở phía sau trong tiếng Anh. Như vậy tôi đợi để chích vaccine. Hôm nay tôi đợi để chích vaccine. Thì anh chị rap như thế nào? Today I wait
Hawaii to injustice. With the vaccine. Yes, with the vaccine. Today I want to get injected with the vaccine. Và tiếp theo, ngày hôm nay tôi đợi y tá để chích vaccine cho tôi đi. Y tá thì mình sẽ không có từ được gọi là nurse trong tiếng Anh. Còn bác sĩ thì mình sẽ dùng từ doctor trong tiếng Anh. Doctor là bác sĩ, y tá là nurse trong tiếng Anh. Như vậy ngày hôm nay tôi đợi y tá để chích vaccine cho tôi. Mình đợi ai đó làm cái gì đó là wait for, người nào đó sẽ cộng cho wait for somebody to action trong tiếng Anh. Như vậy hôm nay tôi đợi y tá chích vaccine cho tôi thì chị Lani đáp như thế nào? Today I wait for nurse to get injected with the vaccine. Nên là get the vaccine. No. Yes. Nurse. Today I wait for the nurse to get injected with the vaccine. Rồi tiếp theo tôi không biết loại vaccine nào tốt cho tôi thì mình sẽ có cái từ được gọi là nào, hay là người ta hay gọi là cái nào trong tiếng Anh thì mình sẽ có từ which. Which là cái nào? Việc tôi ăn ngược khi mà mình ráp từ với từ. Như vậy vaccine nào thì anh chị ráp như thế nào? Vaccine nào thì mình ráp như thế nào? Which is the vaccine? Yeah, which. Nếu mà bây giờ mình hỏi người ta đó thì mình sẽ có am is are rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình ráp từ với từ thì mình bỏ đi. Mình chỉ cần ráp hai chữ với nhau thôi. Which vaccine. Và ví dụ như là thuốc nào mình đang muốn ráp từ với từ. Thì ở đây mình nói về thuốc men trong tiếng Anh. Mình nói về chữ thuốc thì mình sẽ có từ là medicine. Okay. Medicine. The medicine. Như vậy ở đây mình có thể nói rằng là thuốc nào thì chị Lan Nhi rap như thế nào? Which medicine? Yes, which medicine? Như vậy tôi không biết vaccine nào tốt cho tôi. Như vậy ở đây tôi không biết vaccine nào tốt cho tôi. Mình đã có cái từ cho. Cho ở đây không phải là cái hành động mình đưa cho. Mà cho thì có nghĩa là dành cho. Người ta sử dụng từ for trong tiếng for. Như vậy tôi không biết vaccine nào tốt cho tôi thì anh chị đáp như thế nào? I don't know which vaccine. The vaccine for me. Yeah, good for me. Good for me. I don't know which vaccine. Good for me. I don't know which vaccine. Good for me. Hoặc là tôi không biết thuốc nào hữu ích cho tôi trong mùa dịch này. Như vậy thay vì từ tốt là mình sẽ có từ good trong tiếng Anh. Thì mình sẽ có cái từ hữu ích trong tiếng Anh. Hữu ích. Thì mình sẽ dùng từ useful trong tiếng Anh. Useful đây được gọi là hữu ích. Thì ở đây tôi không biết thuốc nào hữu ích cho tôi trong mùa dịch này. Mình nói về từ thuốc thì mình sẽ có từ medicine. Do đó thì Miss Lani rap như thế nào? Tôi không biết thuốc nào hữu ích. I don't know which medicine useful for me. Useful for me. Rồi tiếp theo, mình có thể nói rằng là tôi không thể chọn loại vaccine mà tôi muốn. Như vậy ở đây mình đang có cái từ chọn trong tiếng Anh. Thì mình sẽ có một cái hành động được gọi là choose. Choose được gọi là chọn trong tiếng Anh. Thì ở đây đọc như thế nào? Âm O và âm S ở phía sau là con. Choose. Tôi không thể chọn loại vaccine mà tôi muốn thì anh chị rất như thế nào ạ? Tôi không thể chọn. I don't choose. I can't. Which vaccine? Yes. Tôi không thể. I can't choose.
which vaccine for me? Yeah, which vaccine? I can't choose which vaccine. Tôi không thể chọn cái loại. Tôi không thể chọn. Tôi không thể chọn loại vaccine mà tôi muốn. Như vậy cái cấu trúc mà tôi muốn thì cái chữ mà nó đi cùng với cái chữ mà which này rồi. Cứ thấy mà anh thấy cái từ which thì nó có nghĩa là từ mà trong tiếng Anh luôn. Như vậy tôi không thể chọn loại vaccine mà tôi muốn thì anh rap như thế nào? Can you which vaccine I want? Yes, very good. Which vaccine I want? Và ví dụ như là tôi muốn được chọn loại vaccine mà tốt cho tôi. Như vậy bây giờ mình đang có cái cấu trúc mà là nếu mà nó đứng là nó tượng trưng cho vật, nó tượng trưng cho đồ thì mình sẽ có cái cấu trúc được gọi là which trong tiếng Anh. Thế là tôi không thể chọn loại vaccine mà tốt cho tôi. Còn đây là tôi muốn chọn vaccine mà tốt cho tôi. Thì khi mà mình đặt câu với tính từ, có nghĩa là mình đặt câu với tính từ chỉ cảm xúc, thì mình sẽ phải sử dụng là am, is, are, sẽ cộng với cái từ chỉ cảm xúc đó trong tiếng Anh. Mà cảm xúc ở đây mình đang có cái cảm xúc được gọi là tốt trong tiếng Anh là cảm xúc good. Như vậy ở đây tôi muốn chọn vaccine mà tốt cho tôi. Thì ở đây anh chị rap như thế nào? Tôi muốn chọn vaccine. I want the vaccine. I want the vaccine with mà là từ which be good. Yeah, which be is good. Be good for me. Yeah, which is good for me. Cái từ which ở đây không phải là câu hỏi nữa mà là cái chữ mà để nối hai câu lại với nhau. Và sau từ which, nếu mà sau từ which mà nói về cảm xúc là phải có am, is, are. Sau từ which mà nói về hành động thì đứng sau từ which sẽ cộng trực tiếp cho cái hành động đó luôn. Rồi ví dụ như tôi muốn chọn loại vaccine, tôi muốn chọn thuốc mà hữu ích cho tôi. Thì hồi nãy mình có cái từ good là cái cảm xúc rồi. Bây giờ cái cảm xúc tiếp theo là mình sẽ có cái cảm xúc được gọi là hữu ích trong tiếng Anh. Hữu ích là từ useful. Như vậy tôi muốn chọn cái loại thuốc mà hữu ích cho tôi. Thì ở đây chị đang đi rap như thế nào? I want to choose the medicine which is good, which is useful for me. Yes, okay. I want to choose the vaccine which is useful for me. Which is useful for me. Rồi tiếp theo mình có thể nói rằng là tôi chọn thức ăn mà tốt cho sức khỏe của tôi. Thì mình sẽ có cái từ sức khỏe trong tiếng Anh là từ health. Health là sức khỏe. Như vậy sức khỏe của tôi thì anh chị đáp như thế nào? Sức khỏe của my health. Yes, my health. Như vậy tôi muốn chọn loại tôi muốn chọn thức ăn mà tốt cho sức khỏe của tôi thì anh chị rap như thế nào? I want to choose the food. Đúng không? Yeah. Rồi anh nói tiếp đi à. Tôi muốn chọn loại tôi muốn chọn loại thực phẩm thức ăn á mà tốt cho sức khỏe của tôi thì anh nói như thế nào? I want to choose the food with a useful for me. Yes, very good. I want to choose the food which is tốt cho sức khỏe của tôi. Tốt cho sức khỏe của tôi là gì? My health. Good. My health. Yeah, good for my health. Thì trong tiếng Anh nó sẽ có hai từ, một cái từ được gọi là sức khỏe, một cái từ được gọi là khỏe mạnh trong tiếng Anh, khỏe mạnh, hoặc là nó sẽ có nghĩa trong tiếng Việt sử dụng là tốt cho sức khỏe. Như vậy không cần dùng từ good for nữa, mà cái từ này nó chứa đến bốn từ trong tiếng Việt luôn, tốt cho sức khỏe. Thì đối với cái từ này, được gọi là tính từ chỉ về cảm xúc, người ta sẽ có từ healthy.
là dành cho một cái từ healthy thôi mà có bốn âm lượng tốt cho sức khỏe. Như vậy ở đây ví dụ như là tôi cảm thấy khỏe mạnh, ở đây là cảm xúc. Và khi mà mình nhớ là khi mà mình nói trong tiếng Anh ấy, khi mà nói về cảm xúc thì mình sẽ nói về I'm is heart, sẽ cộng cho tính từ. Tính từ là từ chỉ về cảm xúc. Hoặc là mình sẽ dùng từ feel, mình cộng cho tính từ. Tính từ là từ chỉ về cảm xúc. Thì ở đây mình có thể nói rằng là tôi luôn luôn chọn thức ăn tốt cho sức khỏe. Thì ở đây mình đang có tính từ là như thế này đây. Bây giờ mình muốn nói là thức ăn tốt cho sức khỏe, thức ăn tốt cho sức khỏe. Thì mình rap như thế nào chị Lan đi? Thức ăn tốt cho sức khỏe, khi mình rap từ với từ, từ cộng cho từ, thì trong tiếng Anh nó có một cái quy luật việc xuôi nhưng ăn ngược, việc xuôi ăn ngược, hoặc là tính sẽ luôn luôn đứng trước danh từ trong tiếng Anh. Thì chị hãy nhớ đến cái câu nói được gọi là happy family, đây được gọi là một gia đình hạnh phúc. Thì cái family là danh từ, còn cái happy là cái tính từ chỉ về cái cảm xúc. Như vậy khi ráp từ với từ, việc xuôi ăn ngược, tính luôn luôn đứng trước danh, thức ăn tốt cho sức khỏe, thì chị lại đi ráp như thế nào? Health food. Thức ăn tốt cho sức khỏe. Health. Cái gì nhỉ? Mình không có từ thức ăn trong tiếng Anh là từ food. Anh chị có thấy được cái tính từ mà tốt cho sức khỏe là gì không ạ? Mình có một cái cảm xúc, mình có một cái tính từ, một cái từ miêu tả về cảm xúc là tốt cho sức khỏe. Trong tiếng Anh nó chỉ phân biệt là như thế này thôi. Trong tiếng Anh thì nó sẽ phân biệt như thế này. Một là danh từ. Danh từ có nghĩa là cái đó là cái gì. Đó là cái gì là gọi là danh từ. Hai là tính từ, là nó viết tắt bằng ADJ, hoặc là viết dài dòng ký tự là adjective. Đây là tính từ. Nó chỉ là cảm xúc. Nói đến tính từ thì mình nói đến cảm xúc. Ba thì mình sẽ có động từ trong tiếng Anh. Động từ là nói về hành động trong tiếng Anh. Chỉ có ba dạng từ này thôi. Chỉ cần biến hóa ba dạng từ này thôi thì mình gọi là mình lưu loát trong cái phần mà nói mà đúng ngữ pháp luôn. Và nếu mà mình nói đúng ngữ pháp là mình học một thời gian là mình đã lấy được IELTS 5.5 rồi. IELTS 5.5 là nhắm mắt cũng lấy được, miễn sao nói đúng ngữ pháp, nói lưu loát, nói thật nhiều vào là xong. Rồi như vậy ở đây là bây giờ bắt đầu mình biến hóa là thức ăn tốt cho sức khỏe. Cái từ tốt cho sức khỏe là cái tính từ, nó nói về cảm xúc là tốt hay là không tốt, xấu hay là đẹp. Như vậy bây giờ thức ăn tốt cho sức khỏe thì chị Lani rap như thế nào? Food good for health. No. Anh chị rap dùm em với thức ăn tốt cho sức khỏe thì theo anh chị rap như thế nào? Healthy food. Yes, very good. Healthy food. Healthy food. Việc xui ăn ngược. Bây giờ tắt nó ra. Bây giờ tắt nó ra. Thức ăn là gì? Mình đang có một cái tính, một cái danh từ dành cho thức ăn là food trong tiếng Anh. Mình có hẳn một cái tính từ, một cái từ chỉ là cảm xúc, một cái từ này mà nó bằng bốn cái chữ trong tiếng Việt mình là tốt cho sức khỏe. Việc xui ăn ngược, healthy food, thế là xong. Còn khi nào mà nói dài dòng mà nói một cái câu nói trong tiếng Anh đó, nó phân biệt đâu là câu nói, đâu là cụm từ. Cụm từ có nghĩa là từ mà đi với từ thôi, từ cộng với từ, từ ráp với từ, nó chỉ là một cái cụm từ thôi, không phải là một cái câu nói. Tiếng Anh giống như là nếu mà đã nói thì phải nói cho đầy đủ, là giống như là phải có đầu có đuôi, chứ không được nói cọc lóc như tiếng Việt của mình. Cái thứ hai mà dùng cụm từ thì mình mới nêu ra cái đó là cái gì thôi. Trong tiếng Anh thì chỉ cần nhớ hai cái gọi là cái chuẩn này là xong. Như vậy đây là thức ăn tốt cho sức khỏe, không phải là một cái câu nói. Ở đây là một cái cụm từ là healthy food. Ví dụ như là khi tôi đi siêu thị, tôi luôn luôn chọn thức ăn tốt cho sức khỏe. Thì chị Lani rap như thế nào? When I go to the supermarket, I always choose healthy food. Yeah, I always choose healthy food. Rồi thứ nhất thì mình đang có cái chữ mà luôn luôn trong tiếng Anh. Mình luôn luôn, mình luôn luôn làm cái gì đó. Nhưng mà mình luôn luôn làm cái gì đó thì mình đang có ba âm. Âm thứ nhất là all, âm thứ hai là way, và âm thứ ba là s trong tiếng Anh. Như vậy đọc là all. Always. Và cái từ tiếp theo là từ thức ăn trong tiếng Anh. Nói đến cái từ thức ăn trong tiếng Anh thì mình đang có từ food là âm
và sau đó có under với sau food. Rồi như vậy ở đây cái nào là s thì cứ đọc s, cái nào under hãy đọc under, always và là food. Rồi trong mùa dịch, tôi chọn mua thức ăn online tại vì nó an toàn cho bản thân tôi. Như vậy khi mà mình nói về cảm xúc, khi nói về cảm xúc hoặc là mình nói là về feeling thì người ta hay dùng một cái chủ ngữ ảo được gọi là nó an toàn. Nó an toàn, ok. Nó, người ta hay dùng cái chủ ngữ ảo là nó. Nhưng mà nói đến cảm xúc mà dùng muốn dùng chủ ngữ ảo là nó thì mình hãy nhớ là is. An toàn trong tiếng Anh thì anh chị còn nhớ từ gì không ạ? An toàn. Yeah. Mình sẽ dùng từ safe trong tiếng Anh. Safe là an toàn. Còn mà nguy hiểm trong tiếng Anh, mình đang có cái từ nguy hiểm, nguy hiểm trong tiếng Anh thì mình đang có một cái tính từ được gọi là dangerous. Dangerous. Như vậy ở đây nó an toàn cho tôi. Nói về tôi thì không hay, mà người ta hay muốn nhấn mạnh là nói về bản thân. Bản thân tôi thì người ta sẽ dùng từ myself, bản thân tôi. Còn nói về bạn là you. Còn bản thân bạn thì người ta sẽ dùng từ yourself. Như vậy ở đây nó an toàn cho bản thân bạn, cho nên bạn nên đặt hàng online. Như vậy nên trong tiếng Anh mình đang có từ là từ should là nên. Còn mà không nên trong tiếng Anh, mình sẽ có từ không nên trong tiếng Anh được gọi là shouldn't. Như vậy anh chị rap vô mà bạn không nên trực tiếp đi đến chợ mua thức ăn. Như vậy bây giờ mình đang muốn rap cái từ trực tiếp mà đứng sau đó là một cái hành động, có nghĩa là một cái verb, thì anh chị hãy nhớ cái từ được gọi là directly. Cái gì thêm ly mới miêu tả được cái action thôi. Cái action là cái hành động mà làm như thế nào thôi. Từ đó thì bạn không nên trực tiếp đi đến chợ mua thức ăn, thì anh chị rap như thế nào? You shouldn't directly go to the market. Yeah. Ở trong câu này, nguyên cái câu này nè, anh chị thấy là cái từ go là cái hành động nè. Như vậy trong tiếng Anh nó lạ một cái là trong câu của mình nó đã xuất hiện cái hành động rồi. Khi mình nói á, mình thấy cái hành động thứ nhất nó đã xuất hiện rồi. Do đó thì những cái hành động ở phía sau thì hành động thứ hai hoặc là hành động thứ ba thì mình cứ thế mình thêm to vào. Như vậy bạn không nên trực tiếp đi đến chợ mua thức ăn, thì anh chị đáp như thế nào? To buy food. Yeah. You shouldn't directly go to the market to buy, okay? To buy the food. Tiếp theo, bạn nên ở nhà và đặt hàng online, thì chị Lani rap như thế nào? You should stay at home and buy. Yeah. Buy food. Yes. Mình có từ hàng, từ đồ hoặc là từ vật thì mình đang có một cái từ dành cho tất cả mọi thứ, từ things. Như vậy ở đây bạn nên mua hàng online thì mình đáp là buy things online. Yes. Rồi bây giờ mình phân biệt ra đặt là khác mà mua là khác. Đặt là cái hành động trước khi mà mua. Như vậy đặt cái gì đó thì mình dùng từ order. Như vậy ở đây bạn nên tham khảo tất cả các hàng trên mạng trước khi bạn đặt. Thì bây giờ mình tham khảo trong mùa dịch thì mình cần tham khảo trước. Tham khảo thì mình sẽ có được check out. Như vậy bạn nên tham khảo tất cả các mặt hàng trước khi bạn mua, trước khi bạn đặt trong mùa dịch. Thì ở đây anh chị đáp như thế nào? Bạn nên tham khảo tất cả các mặt hàng trước khi bạn đặt trong mùa dịch. You should check out on the thing. When you order. Trước khi bạn đặt là before you order, trong mùa dịch là in the pandemic. Yeah, hoặc là bạn nên tham khảo đi đặt quả vaccine trước khi bạn chích thì ở đây. Nếu mà mình chích với cái gì
Thì ở đây mình mới dùng cái từ là gọi là get injected with cái gì. Còn bây giờ mà mình muốn, mình chỉ muốn là chích thôi, mà mình không muốn nêu rõ ra là chích với cái gì, thì mình bỏ cái từ with đi, mình chỉ còn là từ get injected mà thôi. Như vậy bạn nên tìm hiểu tất cả các loại vaccine trước khi bạn chích, thì mình nói như thế nào đi Miss Lani? You should check out on the vaccine before you get in checking. Yeah, you should check out all the vaccines before you get injected. Before you get injected. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái từ được gọi là quyết định. Mình quyết định làm cái gì đó thì mình sẽ dùng từ decide to, sẽ cộng cho một hành động trong tiếng Anh, decide to. Như vậy tôi quyết định chích vaccine sau khi tôi tìm hiểu, sau khi tôi tìm hiểu vaccine, thì anh chị rất như thế nào? I decide to get injected. Tôi quyết định chích vaccine. Yeah, I decided to get injected. Tôi quyết định chích vaccine sau khi tôi quyết định chích sau khi tôi tìm hiểu vaccine, thì anh chị nói như thế nào? After I sau khi tôi tìm hiểu, mình tìm hiểu một cái gì đó, có nghĩa là mình tham khảo về một cái gì đó. Trong cả. Yeah. After I check out. Yes, check out cái gì ạ? Mà mình tìm hiểu là mình tìm hiểu cái gì ạ? Sau khi tôi tìm hiểu vaccine, tìm hiểu là tìm hiểu vaccine. Như vậy thay vì mình nói về từ tham khảo, cũng là có nghĩa là tìm hiểu, còn mình sẽ có một cái từ hay hơn là tìm hiểu một cái gì đó, tìm hiểu một ai đó trước khi quen, thì mình sẽ dùng từ get to know. Như vậy ở đây tôi sẽ tìm hiểu vaccine trước khi tôi quyết định vaccine, thì ở đây mình nói như thế nào đây chị Lani? Tôi sẽ tìm hiểu vaccine trước khi tôi quyết định chích vaccine. I will get to know the vaccines before I trước khi tôi trước khi tôi quyết định chích vaccine. Từ này thì mình đang có cách đọc như thế nào đây? Từ này thì mình sẽ đọc là decide. Ở đây thì bắt đầu mình sẽ có cái từ chỉ y ngắn trong tiếng Anh là đọc là âm I, và cuối cùng bỏ e đi thì đọc chữ đ phía trước thôi. Decide. Y là của là tiếng Việt của mình, nhưng mà trong tiếng Anh thì y ngắn sẽ đọc là âm I, thì ở đây là gọi là English. Ở đây do đó thì đó là lý do tại sao mà đọc là âm I ở giữa, decide. Như vậy ở đây tôi sẽ tìm hiểu các vaccine trước khi tôi quyết định chích vaccine, thì chị nên đáp như thế nào? Before I decide to the trước khi tôi tiêm vaccine get injected with vaccine. Trước khi tôi quyết định chích vaccine, chích cái gì đó thì mình đang có nói là get injected with, và thêm từ vaccine gọi là get injected with vaccine. Rồi mình có thể nói là tôi từ chối chích vaccine tại vì tôi chưa tìm hiểu chích vaccine, tôi chưa tìm hiểu về vaccine, ví dụ là như thế. Thì mình sẽ có cái từ từ chối trong tiếng Anh. Thì từ chối làm cái gì đó thì mình đang có cái hành động được gọi là refuse to, sẽ cộng cho một cái action trong tiếng Anh. Như vậy ở đây mình đang có cái hành động ở đây, cái từ này nhìn như thế này, và như thế này, refuse, không mess ở phía sau rồi, refuse to trong tiếng Anh. Như vậy ở đây tôi từ chối chích vaccine tại vì tôi chưa tìm hiểu vaccine. Khi mà mình nói mình chưa làm cái gì đấy thì mình cứ sử dụng là don't trước, cái từ don't trước, rồi sau đó mình sẽ để cái từ yes ở cuối cùng vô thì nó mới có nghĩa là chưa. Câu này là câu chưa, còn nếu mà không dùng từ Z thì cái câu này có nghĩa là cái câu không trong tiếng Anh.
tôi không làm là khác mà tôi chưa làm là khác. Như vậy tôi chưa chích vaccine tại vì tôi chưa tìm hiểu về vaccine. Thì ở đây anh chị nói như thế nào? I refuse to get injected. I don't. The vaccine. I don't. Yeah. Yeah. Tôi chưa chích. I don't. Yeah. Tôi chưa chích là gì anh chị? I don't. Mình chưa làm cái gì đó. Yeah. Tôi chưa chích. I don't get injected. Yes. Yes. Get injected with vaccine. Rồi. Còn một cái chữ nữa thì mới biến cái từ cái câu không này thành yes. Là mình đang định ra cái từ trong tiếng Anh. I don't get injected with vaccine yet. Và bây giờ thì mình sẽ tập làm quen với từ yet và từ không này. Như vậy ở đây I don't làm cái gì đó yet và I don't làm cái gì đó có nghĩa là không. Thì ở đây I don't yet có nghĩa là chưa. I don't đứng một mình có nghĩa là không trong tiếng Anh. Rồi thì bây giờ bên khâu qua Zalo sẽ gửi cho anh chị với lại chị Lani một cái đường link nữa để mình tách hai cái bài này ra, chứ không thôi là nó sẽ lộn trong cái video. Thì ở đây là bài thứ nhất, bây giờ mình sẽ có cái bài thứ hai. Ok, như vậy anh chị kiểm tra Zalo dùm em nha anh chị. Bây giờ hình như là bên đó sẽ gửi qua bên cho mình cái đường link thứ hai.